Tháng 4 này, Bắc Bộ vẫn đón không khí lạnh. Dự báo khoảng từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo từ 1 đến 30 tháng 4. Theo dự báo, nhiệt độ trung bình tháng 4 năm 2023 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 10 đến 20%, riêng khu vực Tây Bắc Bộ thấp hơn từ 15 đến 30%. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, cao hơn khoảng 5%. Cảnh báo từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Tại khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng xảy ra diện rộng. Từ đêm 5 đến 6 tháng 4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Do vậy, nắng nóng sẽ chấm dứt, sau đó nắng nóng có xu hướng gia tăng vào nửa cuối tháng 4 năm 2023. Trong khi đó, ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong tháng 4 năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Khoảng từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, sau đó không khí lạnh suy giảm dần về tần suất và cường độ. Trong tháng 4 năm 2023, không khí lạnh tuy hoạt động suy yếu dần nhưng vẫn có khả năng gây gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, do tác động của nắng nóng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, cũng như là các khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo từ nay đến tháng 5 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và xuất hiện vào khoảng cuối tháng 6 phù hợp với quy luật khí hậu. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể tương đương với trung bình nhiều năm khoảng từ 4 đến 5 cơn trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, dự báo tác động đến Bắc Bộ, phía Bắc Trung Bộ. Tháng 9 đến tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Trong cả mùa bão năm 2023, dự báo có tổng cộng từ 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển, trong đó có khoảng từ 4 đến 7 cơn tác động đến đất liền.